Các bạn, hôm nay mình giờ chia sẻ một cái loại loa này nha. Một loại loa chép ở nước ngoài họ sản xuất mà em mua được mấy cặp, em về em thử nghiệm. Thì cái loại loa này á thì họ bảo là loa công nghệ mới. Thì cái tiếng của nó thì em đã nghe qua một hai lần thì nghe rất là rõ. Tiếng chép nghe rất là hay. Tiếng ca sĩ nghe khò khò. Còn về tiếng đờn gun ta khải thì tiếng dây 1, dây 2 nghe nó rung lên luôn các bạn. Cái tiếng động của gun ta đó, mà em đã thấy cái loa chép này nó có cái hiệu ứng âm thanh rất là tốt. Các anh chị cùng test và thẩm định nhá. Thì nhà sản xuất có nói là cái loa này là không cần tụ, và em cũng hàn không cần tụ, và đấu của nó cũng là trực tiếp vào dây tín hiệu từ âm ly ra, cộng ra cộng và trừ ra trừ, âm ra âm, dương ra dương nha. Loa không có tụ, và loa này nó có đèn nha các anh chị, có đèn. Khi tín hiệu mạnh thì đèn nó sáng, mà nó có nhiều màu sắc bên trong này. Rồi thứ hai là em sử dụng một loại như cái loa chép bình thường, em lại gắn cái tụ vô. Và sau đây thì mời các anh chị cùng thẩm định cái loại loa này nghe nó như thế nào nha. Còn mà họ bảo là không cần hàn cái tụ này thì em nghĩ liệu nó có cháy không, em thắc mắc. Vì cái loa này trong cái củ loa nó rất là nhỏ vậy, thì lý do gì mà họ bảo là không cần hàn tụ? Thì các anh chị nào mà biết cái loa này thì em chia sẻ và comment cho mọi người cùng biết nha. Cộng và trừ, và hãng có nói là không cần tụ, vậy thì em sẽ hàn trực tiếp luôn nha. Em sẽ hàn trực tiếp luôn và các anh chị này, em sẽ hàn trực tiếp lên đây luôn nha. Còn về cái bóng đèn này á, thì là cái dây này là cái dây vào bóng đèn nha các anh chị. Cho cái đèn này nó có nhạc thì nó sáng, sáng nó nhấp nháy, nó có nhiều màu sắc ha. Thì em hàn trực tiếp về luôn. Hãng nó nói vậy nhưng mà em cũng chưa biết là đã trực tiếp nó có cháy không, thì em cũng chưa biết nha. Và quan trọng là nó có hay hơn so với là gắn cái tụ này không nha. Các bạn xem này, giờ em hàn trực tiếp nó nha. Hàn vẫn là cộng, trừ là trừ nha các anh chị ơi. Rồi, em sẽ hàn trực tiếp cho các anh chị xem. Rồi, dây đỏ là vào dấu cộng nha. Dây đỏ là vào dấu cộng nha các anh chị. Rồi, một dây đỏ, xong. Rồi, một cái. Cái thứ hai. Rồi, em cũng cho nó trực tiếp vô đây luôn. Các anh chị nhớ nè, cái dây này nè, dây đèn nha, chứ không phải là cản tụ đâu, thì em cho nó trực tiếp vào đây. Rồi, em sẽ hàn nó nè, cho chị vô. Tiếp vô, ok. Rồi, em cho dấu cộng là đợi chứ, dấu cộng này, vào đầu. Rồi, tiếp tục. Đây. Rồi, một cái, và sau đó em sẽ hàn tiếp một cái nữa, gắn tụ vô, và sau đó chúng ta thử nha. Rồi, ok, tiếp tục cặp thứ hai. Cặp thứ nhất thì em đã hàn xong rồi ha, giờ cặp thứ hai. Cặp thứ hai bỏ ra đây. Cặp thứ hai thì em đã hàn dây âm trước rồi, bây giờ em hàn cái cục tụ vào chỗ cộng này đi ha. Rồi, một cái,
ở đây này. Rồi. Xong rồi ha. Rồi. Em thì em đấu với cái thằng này nó trực tiếp ở đây thì dây đỏ nó vô đây là đúng rồi ha. Nhưng em đấu luôn cả cái sợi này để bố đấu sĩ điện ha. Dây điện này. Dây âm. Em đấu vào cái dây của cái bóng đèn này này. Rồi thằng này cũng vô đây. Tại vì đấu cái này là vô cái loa là có cái tụ này, còn giờ em đấu thử cái đèn nó nằm ở đây nha các anh chị. Cùng các anh chị nhìn nó không thấy luôn. Chứ không phải là đấu cái tụ. Cái dây điện này nằm vô đây nha. Này này, khoan để thử nha. Rồi ok, nhìn rồi. Rồi chúng ta một cái, rồi chúng ta mang đi thử. Xong. Đây các anh chị, xem là này. Ủa này. Này lên đây, kẹp rồi. Xóa nó chưa? Rồi, anh Dương. Dây đỏ. Rồi ok. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ thử cái loa có tụ trước nha. Cái loa chép có tụ trước nha các anh chị. À. Rồi chúng ta để xa vài đài. Loa chép không có tụ nha. Rồi nó nghe hay hơn không? Mà nhà sản xuất bảo là không cần tụ. Nha các bạn ơi. Giờ chúng ta thử nha. Lại nào. Họ bảo là không có cần tụ đâu. Nhưng mà em đang sợ nó cháy á. Em mở lớn lắm rồi đấy các bạn. Rồi, em sẽ mở nhà karaoke Vunta nha. Các anh chị nghe nó nảy không? Nghe rất là rõ nha, nhưng mà em không biết là có cháy về độ bền lâu bao lâu thì không biết. À, nghe nhiên không các anh chị? Rồi, bây giờ em sẽ lại cắm ngược lại cái loa này nha. Để cho các anh chị thẩm định nha. Rồi em bỏ hai cái loa này xuống và thay hai cái loa có tụ lên trên. Chúng ta thử cái đoạn nhạc những phút cuối karaoke nha. Các anh chị đánh giá này, cách đấu loa này hỏi các anh chị nhà sản xuất nào mà họ bảo mình là không cần tụ. Rồi bây giờ em sẽ đấu cả cái vô luôn, nghe cái loa
Con nói kiểu gì? Món nhà làm ngon như vậy. Ok. Vậy là chúng ta cũng đã nghe cái loa nói là công nghệ mới, không cần tụ và em sợ và gắn tụ. Thì các anh chị cảm nghĩ và thẩm định cái âm thanh này nó như thế nào thì các anh chị comment cho mọi người cùng biết. Cũng như là thêm chút trải nghiệm về cái âm thanh tần số cao dòng loa chép ha. Cái loa chép này người sản xuất họ nói là 100W đó các anh chị ạ. Vâng, thì video đến đây thì em cũng xin tạm dừng. Và kính chúc cho toàn thể các anh chị luôn luôn bình an và hạnh phúc và nhiều niềm vui nhé. Xin chân thành cảm ơn ạ. Sáng chinh nhi khó vấn rộng, yêu nhi đời lưu thân phân lại, từ chinh sông.